nay mở đầu xuân Giáp Ngọ 2014, tôi xin trình bày bài Khát Vọng Mùa Xuân của Mozart bằng nhạc cụ kèn harmonica. Xin mời mọi người cùng nghe. Theo yêu cầu của một số vị khán giả, hôm nay tôi xin đọc tấu đàn bầu bài Quê Nghèo, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy thời tiền chiến. Bài hát này rất nổi tiếng. Thời tiền chiến, bản nhạc này do ca sĩ Thái Thanh trình bày đã đem lại sự hâm mộ, yêu mến của rất nhiều khán giả. Tuy vậy, tôi tìm nhiều nhưng cũng chưa thấy được bản độc tấu đàn bầu bài này. Vì thế hôm nay, theo yêu cầu của nhiều khán giả, tôi xin độc tấu đàn bầu bài Quê Nghèo, Phạm Duy, do tiếng hát Thái Thanh trình bày thời tiền chiến. Xin mời các bạn cùng nghe. Thank you.
Trong mưa tuôn, cả nước Việt Nam lại tiến đưa
Pháp về với Lenin, Engel, Karl Marx. Ôi lịch sử linh thiêng dùng mình, dùng lòng, 4.000 năm hãy về đây chứng kiến phút giây này, để 45 năm sau, cũng mùng 2 tháng 9 năm nay, con là viết bài thơ nhớ Bác. Hôm nay 18 tháng 8 năm 2016 đã vào giữa mùa thu. Hiện nay ngoài trời đang mưa rả rích, làm tôi nhớ tới bài Giọt mưa thu sáng tác Đặng Thế Phong. Xin mời các bạn cùng nghe tôi trình bày bài này bằng đàn bầu.